Kính thưa quý vị và các bạn, giữ cương vị người đứng đầu của Đảng từ đầu nhiệm kỳ 11 đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Trung ương Đảng luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Trong đó, đặt trọng tâm là công tác chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ai không dám làm thì mạnh dạn đứng sang một bên cho người khác làm. Những phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thực tế đã chứng minh, Tổng Bí thư đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong cuộc đấu tranh phòng chống giặc nội xâm. Tháng 2 năm 2013, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm trưởng Ban Chỉ đạo đã ra mắt. Từ kết quả của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hơn 10 năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh một trong những bài học có giá trị để củng cố thêm bản lĩnh và niềm tin của cả hệ thống chính trị. Đó là phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và phương pháp đúng, không thể chủ quan nóng vội, không được né tránh cầm chừng, thỏa mãn, đồng thời phải rất kiên trì, không nghỉ, không ngừng. Thế cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng thì tất nhiên nó rất khó khăn, phải được tổ chức rất chặt chẽ, phải tính toán đường đi nước bước thế nào cho hợp lý và bài bản, còn nếu không thì sẽ thất bại. Thì vừa rồi chúng ta làm được việc đó và tôi cho rằng là cái đó liên quan đến cái bản lĩnh, cái tư duy, cái phương pháp làm việc của cái ekip lãnh đạo vừa rồi, nhưng mà cũng có thể nói nổi bật ấy là cái vai trò của Tổng Bí thư. Tư tưởng chỉ đạo của đồng chí là gì? Là không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Bất cứ ai mà vi phạm về vấn đề là tham nhũng tiêu cực đều phải được đưa ra ánh sáng. Thì tôi cho rằng là cái tinh thần đó là làm cho cái công cuộc phòng chống tham nhũng của chúng ta có hiệu quả. Những phát biểu như không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, hay không ngừng, không nghỉ, khó mấy cũng làm. Những chỉ đạo của người đứng đầu Đảng đã được chuyển thành hành động và có kết quả trong thực tiễn. Kết quả ấy gắn liền với vai trò của người đã giương cao ngọn cờ chống giặc nội xâm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kết quả này không chỉ được cán bộ đảng viên và nhân dân ta ghi nhận mà được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI năm 2022 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế đánh giá đã tăng 46 bậc so với giai đoạn hơn 10 năm trước đó. Khi ông thực hiện một chiến dịch chống tham nhũng, được gọi là đốt lò, thì bản thân ông phải mang giá trị của một thỏi vàng 10. Đây là điều không nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới có thể làm được. Chiến dịch chống tham nhũng của ông đã đạt được những thành quả đáng kể, đặc biệt khi cả tầng lớp lãnh đạo cao cấp cũng có thể bị xử lý nếu sai phạm. Điều này được thể hiện rõ qua sự phát triển nhanh chóng và ổn định của Việt Nam, tăng trưởng của GDP, thu nhập của người dân. Là người luôn trăn trở và đau đáu, mong muốn xây dựng hệ thống đảng, nhà nước phải thực sự trong sạch, vững mạnh. Qua mỗi cuộc họp, qua từng tháng, từng năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nung nấu từ trong tư tưởng chỉ đạo đến quyết tâm hành động để ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng tiêu cực. Mà tôi đã nói nhiều lần, không ngừng, không nghỉ, phải làm thật sự trong sạch bộ máy đảng, nhà nước, cả hệ thống chính trị của chúng ta, làm trong sạch đội ngũ của chúng ta. Đây là yếu tố quyết định tất cả mọi công việc khác, để làm sao chúng ta bịt kín những cái lỗ hổng này, mà chặn đứng những cái việc làm ti tiện, đớn hèn, tôi hay nói là cái chuyện đó, vi phạm phẩm chất đạo đức, mong chúng ta thấm thía cho cái điều đó. Mà tôi bảo là còn nói, ghét tôi cũng nói. Bởi vì đây là vì cái sự nghiệp chung thôi. Mà chúng ta ở đây phải gương mẫu. Tổng Bí thư đã quyết liệt để chỉ đạo Ban phòng chống tham nhũng thực sự phải thực hiện cái tư tưởng chỉ đạo lớn ấy. Cho nên chúng ta đã đạt được một gọi là những thành tích kỳ vọng. Không phải bất cứ lúc nào trong giai đoạn phát triển đất nước chúng ta lại có những thời kỳ như vậy. Khi mà tất cả những người dù ở vương vị rất cao nhưng vi phạm pháp luật đều phải bị truy cứu trách nhiệm, hoặc là cho thôi chức, hoặc là lao lý. Thì có lẽ đây chính là cái mà vừa lý thuyết nhưng mà là thực tiễn. Người dân thực sự đã tin. Và thời kỳ này chính là thời kỳ mà người dân, chúng ta lấy lại được niềm tin của người dân. Thì đấy chính là cái mà chúng ta cũng nên nhớ lại và đánh giá, rồi ghi ân cái công lao lớn, rất lớn của Tổng Bí thư chúng ta. Đại hội Đảng lần thứ 13 vẫn ghi rõ,
tham nhũng tiêu cực vẫn là một trong những nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Do vậy, công việc này phải được tiến hành kiên quyết, kiên trì, bền bỉ và có cách làm khoa học bài bản. Không khoan nhượng, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng luôn nhắc nhở rằng mục đích lớn nhất của cuộc đấu tranh là để xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân, chứ không phải cốt để kỷ luật nhiều người, khởi tố nhiều người. Quan điểm chỉ đạo ấy đã tạo nên hiệu quả và sức thuyết phục của cuộc đấu tranh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại một di sản niềm tin trong cán bộ đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ.